Vị trí chung cư Skyline Westlake tọa lạc tại mặt đường Võ Chí Công ở quận Tây Hồ, Hà Nội là một điểm đặc biệt thuận lợi về giao thông. Đường Võ Chí Công nằm ở phía tây của thành phố, nối liền các khu vực quan trọng như Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và quận Bắc Từ Liêm. Với bề rộng đường lớn, việc di chuyển từ và đến địa điểm này trở nên rất thuận tiện. Đây là con đường chính đi vào khu đô thị Tây Hồ Tây và trung tâm thành phố, nơi có nhiều tòa nhà cao tầng, biệt thự và tiện ích cao cấp cùng với khu dân cư hiện đại văn minh. Bên cạnh đó, đi qua cầu Nhật Tân đã kết nối Võ Chí Công với cầu Nhật Tân, giúp giảm thời gian di chuyển đến các quận phía Bắc của Hà Nội và đặc biệt là sân bay quốc tế Nội Bài. Điều này làm cho vị trí này trở thành một điểm quan trọng trong hệ thống giao thông của thành phố. Sở hữu căn hộ tại dự án chung cư Skyline Westlake thực sự mang lại nhiều trải nghiệm giá trị như không gian thiên nhiên, chung cư Skyline Westlake nằm bên cạnh Hồ Tây tận hưởng không gian xanh mát, hồ nước rộng lớn và không khí trong lành. Đây là một nơi tuyệt vời để thư giãn, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên và thực hiện các hoạt động ngoài trời. Cảnh quan đẹp, cư dân có cơ hội thưởng thức cảnh quan đẹp và hòa mình vào môi trường tự nhiên tại Hồ Tây. Các bãi cỏ, cây cối và con đường dạo bộ dọc theo bờ hồ tạo ra không gian thư giãn. Giá trị bất động sản, các căn hộ Skyline Westlake cạnh Hồ Tây có giá trị bất động sản cao hơn do vị trí đắc địa và cảnh quan đẹp. Điều này có thể đảm bảo giá trị tài sản của các nhà đầu tư tăng lên theo thời gian. Giao thông thuận lợi, vị trí cạnh Hồ Tây thường có lợi ích về giao thông với các tuyến đường lớn dẫn vào trung tâm thành phố và kết nối với các khu vực quan trọng. Tiện ích xung quanh, khu vực xung quanh dự án có các tiện ích xã hội như trường học công các cấp, các trường quốc tế, bệnh viện, nhà hàng, cửa hàng và các dịch vụ khác, giúp cư dân có cuộc sống thuận tiện và đáp ứng các nhu cầu hàng ngày. Tổng quan dự án. Tên dự án: Skyline Westlake. Vị trí dự án: lô đất HH1 khu D6, phường Phú Thượng và phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nam Hưng. Loại hình sản phẩm: văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp. Diện tích đất dự án: 3.626,8 m². Diện tích xây dựng: 2.140 m². Tổng diện tích sàn xây dựng: 68.600 m². Quy mô: 4 tầng hầm và 27 tầng nổi. Tầng hầm: 4 tầng hầm B1, B2, B3, B1A. Tầng 1 đến tầng 3: thương mại, văn phòng, nhà trẻ, bể bơi 4 mùa. Tầng 4 đến 13: căn hộ ở cao cấp, mỗi sàn có 15 căn hộ, tổng 150 căn hộ, diện tích 88 đến 132 m² từ 2 đến 3 phòng ngủ. Tầng 14 đến 23: các phòng khách sạn, căn hộ du lịch, 15 phòng trên một tầng, tổng 150 phòng. Tầng 24 đến 27: căn hộ cho thuê, 14 căn trên một tầng, tổng 56 căn. Hình thức sở hữu: sổ hồng lâu dài. Skyline dự án tổ hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp. Chiều cao công trình: 27 tầng, 4 tầng hầm. Căn hộ cho thuê: 56 căn. Căn hộ khách sạn du lịch tiêu chuẩn 5 sao: 150 phòng. Căn hộ thương mại: 150 căn. Diện tích sàn xây dựng: 68.592 m². Đơn vị vận hành: Marriott. Hotline tư vấn mua căn hộ: 091-337-4482. Dự án Skyline Westlake tọa lạc tại lô đất HH1 khu D6, phường Phú Thượng và phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Sở hữu vị trí đắc địa tại vị trí cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, từ dự án có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố cũng như các quận huyện vùng ven rất nhanh chóng và thuận tiện. Skyline Westlake sở hữu vị trí đắc địa ven Hồ Tây lộng gió, được coi là huyệt mạch của Tây Hồ, một trong những thế đất có phong thủy tốt lành, cảnh sắc tuyệt vời, vượng khí ngất trời. Không những sở hữu mặt tiền Võ Chí Công đất vàng Hồ Tây, gần trung tâm hành chính quận Tây Hồ. Dự án Skyline Westlake thuộc khu biệt thự Vườn Đào và sát cạnh hai khu đô thị lớn nhất Hà Nội, khu đô thị Sipucha và Lotte Man. Từ dự án, dễ dàng tiếp cận đến trung tâm văn hóa, y tế, xã hội của thủ đô, sân bay Nội Bài, bệnh viện tim, trường quốc tế Unit, đại sứ quán. Skyline Westlake nằm trong khu vực được quy hoạch trụ sở mới của 8 cơ quan trung ương, theo kế hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của thủ đô. Ngoài ra, Lotte Man và đường Võ Chí Công kéo dài mới được xây dựng cũng sẽ là yếu tố góp phần tăng giá trị cho dự án. Đến cầu Nhật Tân chỉ mất 5 phút. Đến cầu Giấy mất 10 phút. 20 phút đến Hồ Hoàn Kiếm. Ngay đối diện khu đô thị Sipucha. Tiện ích dự án Skyline Westlake Võ Chí Công bao gồm: nhà trẻ, mẫu giáo, bể bơi nước ấm, bể bơi trẻ em, phòng gym, vườn nghệ thuật, khu BBQ, sân chơi trẻ em.
khu vực bán lẻ, phòng đọc sách, phòng sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thương mại. Thiết kế dự án căn hộ Skyline Westlake được thiết kế căn hộ với không gian xanh bao quanh tạo nên một màng bọc thoải mái và mát mẻ cho cả căn hộ. Đối với mỗi hạng mục sản phẩm, các bên thực hiện đều triển khai nghiên cứu, đánh giá tỉ mỉ, cũng như có sự so sánh với các tiêu chuẩn trong và ngoài nước để đưa ra những giải pháp tối ưu nhất, đảm bảo chất lượng công trình, tối đa hóa chi phí đầu tư, hiệu năng sử dụng và tuổi thọ sản phẩm. Các căn hộ Skyline Westlake được thiết kế theo phong cách Singapore sang trọng, tinh tế với các căn hộ 2-3 phòng ngủ có diện tích từ 88-132m² và chiều cao trần khoảng 3m. Các hoạt động giải trí, cư dân tại dự án có thể tận hưởng nhiều hoạt động giải trí ngoài trời tại Hồ Tây như lướt thuyền, câu cá, yachting hoặc thậm chí là tập yoga tại các bãi cỏ bên bờ hồ. Không gian yên tĩnh, môi trường ở gần Hồ Tây thường ít ồn ào và tạo điều kiện cho cuộc sống yên tĩnh hơn, đặc biệt là so với các khu vực trung tâm đô thị. Khách hàng quan tâm đến sức khỏe, sống gần Hồ Tây thúc đẩy các hoạt động ngoài trời và sức khỏe, giúp cư dân có cơ hội duy trì lối sống lành mạnh và hoạt động thể thao. Cảm giác an toàn, khu vực cạnh Hồ Tây được đánh giá là an toàn, với hệ thống an ninh và an toàn tốt, tạo cảm giác bình yên cho cư dân đang sinh sống tại dự án. Quý khách quan tâm đến căn hộ tại dự án vui lòng liên hệ số điện thoại 091-337-4482. Thank you.
Thank you.